cho mọi người nha. Mọi người có học mọi người là tìm thử mình chiên như thế nào nha. Đây là rơm chả nha mọi người. Rơm chả ở trên ở vùng quê của mình là nó dài lắm. Đây là rơm chả cá Lý Sơn nha mọi người. Rơm chả cá Lý Sơn.
chào tạm biệt mọi người nhé.